Chào cả nhà. Hôm nay mình nấu bún mắm ăn cả nhà. Thì mình có chuẩn bị nguyên liệu nè. Mực ống này ha. À, cá chấm cả nhà. Đúng ra là mình nấu cá lóc nhưng mà hai đứa mà ăn cá lóc thì nhiều quá, ăn không hết. À, ba chỉ cả nhà. Với tôm. Nha, mình có một chén mắm nè. Xả băm. Bún cả nhà. Và đây là rau sống. Một trái cà. Cái này là qua bắp chuối ha, quế. Rau nhút. Với rau muống giá cả nhà ăn đơn sơ vậy thôi. Giờ hai đứa thì mình ăn khoảng 1 lít nước thôi cả nhà. Chén mắm cho nó đậm đà mà nó thơm mùi mắm ha. Nấu bún mắm này thì cũng không cần nhiều mắm quá. Đây là mắm cá linh nè, với mắm sặc chung cả nhà. Mắm lộn xộn thì mình nấu bún mắm nó mới thơm. Trong lúc chờ nước sôi với mắm nó tan cả nhà thì giờ mình sẽ sơ chế cái này. Mực mình sẽ cắt ra cả nhà. Mình cắt phanh phanh ra. Mực này mình mua ở chợ thì người ta cũng đã làm trắng như vậy nè. Giờ mình rửa, mình bóp đường cả nhà. Đừng bóp muối. Bóp muối là nó sẽ teo con mực. Mình bóp đường thì nó ngon hơn, mà nó giòn con mực nữa. Cá cả nhà. Cá mình lóc xương này bỏ. Ở chợ người ta cũng có lóc rồi. Mình sắc miếng dày dày vừa ăn, cả nhà mình trụn nó sẽ không gã. Cái chị này mà lóc xương không bằng cái anh kia ha. Lóc xương không có sạch bằng. Cái này có cá lóc mình á thì ngon cả nhà, mà hai đứa mà ăn con cá lóc nữa là nhiều dữ lắm cả nhà. Cho nên là mình mua cái này. Nhưng mà cá này cũng ngon lắm cả nhà. Cá này lóc xương thái thịt gì ăn thơm mà béo lắm cả nhà. Đó, mình một cà tím nè. Cà tím thì mình cũng sắc ra luôn cả nhà. Sắc nhỏ nhỏ vừa vừa gì nè. Ăn bún thì mình sắc nhỏ nhỏ vừa vừa gì nè, nó mới ngon. Nó mới thấm cả nhà. Đó, mình cho lên đây luôn một tí nữa. Mình nấu luôn cà này, nó lâu chín cả nhà. Mình nấu ăn mình biết cái nào chín trước cái nào chín sau thì nguyên liệu nó mới chín đều nha cả nhà. Mắm nó gã gì nè cả nhà. Giờ mình sẽ vớt cái tắt cái bếp, mình đi lựa cái xác mắm này ha cả nhà. Giờ mắm sôi rồi cả nhà, mình cho tỏi vô. Ủa, xả cả nhà, xả gốc nè với xả băm vô cả nhà. Băm với ớt ha cả nhà, vậy cho nó thơm. Giờ mình sẽ cho cà với thịt heo vô cả nhà, là hai cái thứ này nó chín lâu lắm. Mình nấu cũng như mắm kho vậy đó cả nhà, nhưng mà nước nó nhạt hơn. Thịt thì mình xắt cục nó vuông vuông. Với cái xương cá nè, mình cho cái xương cá vào luôn cho nó ngọt nước. Mình để thịt với cà chín rồi mình hả cho mấy cái nguyên liệu kia vô nha. Nấu này cũng nhanh lắm cả nhà. Thịt ba chỉ chín rồi, giờ mình vớt thịt ba chỉ rồi cả nhà. Vớt thịt ba chỉ thì mình bắt đầu mình chần tôm với mực. Cái này thì có cô chú thì mình nấu nước sôi rồi mình nêm gia vị rồi mình chần. Còn cái này Thư thì Thư chần trong mắm luôn để cho nó ngon cả nhà. Nó thấm cái mực với cái tôm nè. Thịt rồi nó được thấm cái chất mắm vô. Còn mình chần cái mình luộc cái kiểu kia thì mình lấy cái nước đó để mình nấu luôn nước mắm cả nhà. Nhưng mà mình thấy vậy thì thịt mực đồ với tôm á nó không có thấm được mắm. Thư thích ăn thì nó thấm mắm nó ngon hơn. Mực nhanh chín hơn tôm cả nhà, cho nên mình cho mực vô đây, còn tôm mình bỏ ra ngoài cho nó chín lâu hơn. Rồi giờ là tới mình nhúng cá cả nhà. Cá này cũng nhanh chín hơn cả nhà. Mình cũng có thể cho ra ngoài này nữa, mình vớt cũng được nữa. Để đây nó cực quá cả nhà. Nếu mình
canh cá mà vừa chín tới là mình vớt nha, đừng để nó gục quá là nó không ngon. Nè mấy con tôm này chín rồi nữa nha. Tôm mà vừa chín tới nó no đưởng mà nó tươi ha. Tôm này tươi cả nhà. Hai đứa ăn 4 con tôm cả nhà. Cháu mình nó ăn giảm cân cả nhà, nó ăn kiêng, nó không có ăn bún mắm với mình, nó ăn theo thực đơn của nó cả nhà. Mình vớt bớt cái gốc xả này ra. Nhìn cả nhà nhìn thấy cá không? Cá nó bung lên gì là nó chín rồi nè. Đó, giờ mình vớt ra. Đừng để nó chín quá là nó mềm, nó không ngon. Giờ mình sẽ làm bún tô bún hay cả nhà. Thì mình sẽ cho một ít bắp chuối xuống đây nè. Giá nữa cả nhà. Ở ngoài này không có rau muống trẻ cả nhà ơi, có khi có bán có khi không. Rồi mình cho bún lên. Hai chị em mình ăn ít bún lắm cả nhà. Hai đứa mà nửa ký chưa hết nè. Vậy mình cho tôm lên cả nhà. Hai con tôm. Mỗi đứa hai con nha, không thấy lộn nha. Cá nè, thịt ba chỉ nữa cả nhà. Wow. Cái cục thịt ba chỉ này mở nhức nách luôn cả nhà. Mực. Có tôm, có mực. Có mặn thì phải có đào. Có thêm em nữa, ngọt ngào. Làm sao? Bây giờ mình chan cái nước mắm vô cả nhà. Cà cho lên luôn. Nước mắm để cho nó sôi lớn lớn. Ngon chưa cả nhà? Ngồi cái tô này không biết bán nhiêu tiền nữa. Cả nhà bán nhiêu cả nhà? Giờ ăn cùng hai chị em cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Nè em xớt ra cái tô thủy tinh cho cả nhà dễ thấy. Đó, ngon chưa cả nhà? Quá trời tôi bún ngon à. Nhìn thèm quá. Lâu lâu làm bún mắm ăn ngon lắm. Ồ, rau. Ôi mình ăn phanh mực trước đi. Em mời cả nhà. Nóng hổi. Này cả nhà nha. Tôm nè. Ừ. Ngon. Ngon. Đậm thơm ha. Cả nhà ăn với ăn mưa chanh nữa nè. Ngon. Cho nhiều rau quế ăn ngon lắm cả nhà. Vô nhúc nữa. Vô nhúc. Ê nó đậm hơn ở ngoài chợ bán cả nhà. Mình nấu mình cho mắm hơi đậm hơn tí ngon lắm cả nhà. Ăn nó có vị mắm hơn. Nhìn miếng thịt ba chỉ nè, trong vắt ngon. Ngon quá. Mời cả nhà nha. Béo lại luôn. Trắng tràn nước mỡ như thế này. Ăn bún mắm là phải có hoa chuối ăn ngon ha. Ăn thử cá này là nấu bún mắm hay sao? Ngon. Thơm nha. Miếng cá béo luôn nhờ. Ừ.
Cá lóc của mình nấu bún mắm có mùi vị đặc trưng, quen thuộc. Nhưng mà mình ăn cá chấm nha cả nhà, à, mình thấy là nó béo cả nhà. Trước tiên là nó béo. Mà cũng rất là thơm, chứ không phải là cũng thơm. Mực cả nhà, tươi gói nè, mà giòn kháy nè. Cho miếng giấy. Mà cả nhà có tôm. Tôm tươi gói luôn ấy. Ngon quá. Ngon quá. Cái này được mà rau muống mà rau muống bào ha. Chỉ là muốn đồng á. Hình như ngoài này mùa đông mới có muốn đồng á nhỉ. Để ý mấy. Rau muống đồng là mà nó xanh xanh ha, ngược non èo luôn đây. Ăn bún mắm nè, chủ yếu ăn rau cả nhà. Ở trong mình còn có kẹo nèo rồi nữa. Kẹo nèo được không? Ngon. Đều cho tưởng đó nè. Có nơi còn cho ăn rau đắng. Mà nói chung là lẩu mắm này ăn với cái gì cũng ngon. Ăn với rau gì cũng ngon. Bún mắm. Bún mắm nhân lộn. Nó nhiều lẩu quá nè. Cái này nấu cũng nhanh cả nhà. Có nơi còn ăn với thịt heo quay nữa. Đúng rồi. Hả? Cách dĩa. Tùy dùng cả nhà. Nói chung là tùy sở thích nữa. Muốn ăn gì bỏ thêm. Bỏ thêm topping vô. Có nơi gọi bún nước lèo. Ngọt bún nước lèo là nấu nhạt hơn đó nè. Nấu nhạt hơn mà nó có mắm bù hóc nữa. Ăn cho bún mắm ngon quá cả nhà. Ăn một tô tôm ngon lắm. Topping tôm ngon ha. Tôm tươi cả nhà. Ở ngoài này tôm mực vẫn tươi. Tán tôm mình nhờ bóc vỏ được cả nhà. Ngoài này người ta hay mua tôm nấu cháo dinh dưỡng cho con. Ngon quá cũng ngon. Người vẫn còn muốn ăn mà bụng thì no. Em làm tô bún thì gấp gử bò người ta bán. Ăn cục thịt ba chỉ có mỡ mỡ béo. Ngon. Ăn ngon quá hứ. Tôi nhận được sự thật luôn. Cái này không cần chấm muối chanh cũng được nha. Vừa ăn ngon.
ngon quá. Còn nhiều nhỏ chán ăn kinh, ăn thèm. Nó ngọt, sao ấm kính nó lên mềm mềm. Lấy con giấy ra bút giải rồi kìa. Ngon quá. Cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ Thư nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Bye cả nhà.